Hôm nay ngày 19 tháng 10, truyền thông tin mừng cho người nghèo mời quý vị và các bạn lắng nghe cuộc đời và phúc tử đạo của Thánh Phêrô Lê Tùy trong năm Thánh mừng kính 117 Thánh tử đạo Việt Nam. Thánh Phêrô Lê Tùy, linh mục sinh năm 1773, tử đạo ngày 11 tháng 10 năm 1833. Phải, tôi là đạo trưởng đạo Thiên Chúa. Thánh Phêrô Lê Tùy sinh năm 1773 trong một gia đình trung nông tại làng Bằng Sở, thuộc xứ đạo Sở Hạ, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chú Tùy được nhập chủng viện Kẻ Vĩnh, tỉnh Nam Định, sau đó được thụ phong linh mục. Cha Tùy hăng say làm phó xứ Đông Thành, Chân Lộc, rồi chánh xứ Nam Đường, tỉnh Nghệ An. Năm 1833, vua Minh Mạng ban hành chiếu chỉ cấm đạo. Mùa thu năm 1833, khi đi sức dầu cho một bệnh nhân hấp hối, cha Tùy bị bắt. Giáo dân biết tin thì đến quan huyện xin nộp tiền chuộc mạng cha. Quan huyện bằng lòng tha nhưng với điều kiện là cha phải tự nhận mình là thầy thuốc đi thăm người bệnh. Vì cương quyết từ chối lời khai gian dối, cha bị áp giải giam trong ngục đường Nghệ An. Tại công đường, quan án hỏi, ông có phải là đạo trưởng không? Cha Tùy trả lời, phải, tôi là đạo trưởng đạo Thiên Chúa. Quan nói tiếp, này ông đã già, ta thương hại, nhưng phép nước rất nhặt, ông phải làm giấy tự khai mình là thầy thuốc. Như thế ta có thể cứu ông khỏi chết nhục hình. Ông không sợ chết sao? Cha Tùy đáp, cảm ơn quan lớn đã muốn cứu tôi, nhưng lương tâm một đạo trưởng đạo Thiên Chúa không cho phép tôi làm theo ý quan. Quan lập án gửi về kinh, nhưng nghĩ rằng người đã 60 tuổi chỉ bị phạt tiền không bị xử tử. Ai ngờ vua Minh Mạng hạ bút châu phê bản án. Tên Lê Tùy đã xưng là đạo trưởng và truyền bá tà đạo cho dân, phải trảm quyết. Ngày 11 tháng 10 năm 1833, bản án xử trảm được thực hiện tại pháp trường chợ Quân Bang. Cha Tùy xin chút thời gian để quỳ gối, cầu nguyện và khuyên ông Thu. Con hãy bền lòng vững chí, rồi con cũng được phần thưởng muôn đời. Thi hài của cha được mai táng tại nhà nguyện Tràng Nứa, sau được rước về Bằng Sở. Linh mục Phêrô Lê Tùy được nâng lên hàng chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.